Tôi là Hằng, tôi đang sống ở Bắc Ninh. 2 năm trước đây thì tôi có bị tiểu đường. Thế thì con tôi đợt này nó lấy vợ sinh con, thì nó có mời tôi lên để trông cháu. Thế tôi có lên. Thế lên đây thì các cháu nó hay ăn bánh kẹo. Thế tôi thì là người nhà quê, khi mà các cháu nó ăn thừa, ăn nhiều thì tôi hay tiếc rẻ, không bỏ đi mà tôi cất đi để ăn dần. Thế cháu nó cũng nhắc nhở tôi là mẹ bị tiểu đường nên là cũng ăn hạn chế đi và kiêng. Thế tôi thì ăn, tôi kiêng một thời gian sau thì tôi thấy người nó mệt, sút cân. Thế thì nó hay ra mồ hôi trộm, đêm thì ngủ không được ngon. Thế thì tôi giấu các cháu, không dám nói với chúng nó. Một hôm tôi bị hạ đường huyết, bị xỉu, người chân tay nghĩa là nó run rẩy, ra nhiều mồ hôi. Thế con cháu tôi nó lo quá và nó đưa tôi đi bệnh viện. Thì bác sĩ có kết luận là do tôi ăn uống là kiêng kem, rồi là thiếu dinh dưỡng, suy nhược cơ thể, cho nên nó xảy ra cái tình trạng như vậy. Sau khi bác sĩ nói cái tình trạng sức khỏe của tôi như vậy thì tôi cũng buồn lắm. Mục đích lên đây để trông nom con cái cho các cháu, giúp đỡ đỡ đần cho các cháu. Thế nhưng mà rồi thì cũng không làm được, để cho các cháu nó thêm lo lắng. Thấy mẹ tôi lúc nào cũng ốm yếu này, người thì gầy gò, thật là phận làm con thì tôi cũng rất là sốt ruột. Tôi cũng muốn là tìm hiểu một cái sản phẩm nào đấy thật tốt để cải thiện sức khỏe của mẹ mình. Thì cũng rất là may là tôi đã tìm hiểu và biết đến sản phẩm của Luzabet. Đây là một cái sản phẩm sữa dinh dưỡng cho người tiểu đường rất là tốt, nên là tôi phấn khởi để mua về cho mẹ dùng luôn. Rất là may là con tôi nó cũng tâm lý và nó đi tìm hiểu các cái bác sĩ về dinh dưỡng. Thế và nó đã mua về cho tôi là 3 hộp của Luzabet đây. Và nó có nói với tôi rằng là mẹ uống đi, cái này nó có mùi thơm, ngon và dễ uống. Đây là dòng sản phẩm của ngoại, sữa dinh dưỡng dành cho người tiểu đường. Con dâu tôi nó cũng hướng dẫn tôi cách sử dụng. Nên một ngày thì là 2 đến 3 lần, mỗi một lần là 2 muỗng trước khi ăn 30 phút. Thế sau khi tôi cũng uống thì tôi thấy cái mùi nó có mùi vị của mùi táo, thơm ngon và dễ uống lắm. Tôi dùng Glucabet cùng với lại thuốc tây của bác sĩ chỉ định một thời gian thì tôi thấy người nó khỏe mạnh này, da dẻ nó hồng hào này, thế rồi mặt mũi là tươi tỉnh. Thế con tôi nó rất là phấn khởi và nó bảo là con sẽ mua cho mẹ thêm để mẹ uống nữa. Thế thì tôi có uống một thời gian, thì sau khi một cái thời gian dài như vậy thì tôi thấy là người nó không còn cái hiện tượng là đi tiểu đêm này, thế rồi ăn ngon này, ngủ yên này. Đặc biệt là bây giờ tôi rất là yên tâm về cái chỉ số đường huyết của tôi, nó rất là ổn định. Hiện nay tôi rất là khỏe mạnh. Tôi vui lắm vì đã giúp được cho con cháu này, đưa cháu đi học, đi hành, đi chơi này, lau dọn nhà cửa. Để cảm ơn cái dòng sản phẩm của Luzabet đã đem lại cho tôi cuộc sống rất là khỏe mạnh và hạnh phúc bên con cháu. Luzabet, sữa dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người tiểu đường.